Chỉ cần làm một việc này, mọi việc phiền não trên đời đều tan biến. Kính thưa quý vị, Đức Phật từng nói, một nhánh hoa là một thiên đường, một ngọn cỏ là một thế giới, một cành cây, một bồ đề, một miếng đất, một Như Lai, một phương hướng, một tịnh độ, một nụ cười, một trần duyên. Trải qua những năm tháng núi trùng nước điệp, luôn có phong ba bão táp trôi nổi lênh đênh, là ánh dương dạy chúng ta phải dũng cảm kiên cường, phải đón nhận và trưởng thành, để mọi con đường ta bước qua đều có những kỳ vọng. Trên con đường nhân sinh, phiền não là điều dĩ nhiên, hãy bình thản đón nhận thì tâm sẽ an yên, biết buông bỏ thì sẽ được giải thoát, thay vì mang theo 3.000 phiền não. 1. Thay vì phiền não, chi bằng nhặt lấy cành hoa và nở nụ cười. Có một người tiểu phu, cả ngày cứ than ngắn thở dài phát sầu vì lương thực mùa thu và bông vải mùa đông. Có người hỏi vị tiểu phu, ông đã trồng lúa chưa? Tiểu phu, chưa, tôi sợ trời không mưa. Người đó hỏi, vậy ông đã trồng bông chưa? Tiểu phu, chưa, tôi lo sầu sẽ ăn bông. Người đó lại hỏi, vậy ông đã trồng gì rồi? Tiểu phu, chưa trồng gì cả, tôi muốn đảm bảo an toàn. Người đó liền nói, thật ra ông nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, chi bằng bây giờ trồng lúa trồng bông, đến mùa thu mùa đông không cần phải lo đói rét. Đúng vậy, con người hay phiền não là vì nghĩ quá nhiều. Phiền não của vị tiểu phu ở chỗ không bắt tay hành động, cứ lo lắng suy nghĩ những gian nan khổ cực có khả năng xuất hiện, nhưng vấn đề xuất hiện ở trước mắt thì lại không tìm cách giải quyết, chỉ đứng yên tại chỗ buồn rầu. Khi chúng ta vừa nghĩ ra thì phải hành động, chúng ta sẽ phát hiện những chuyện khi ấy không khó khăn như trong tưởng tượng. 2. Nghĩ thông suốt chính là tịnh độ. Nghĩ không thông chính là địa ngục. Có một chàng thanh niên thỉnh cầu vị đạo sĩ, sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là đồ ngốc, theo người thì sao? Con thấy bản thân mình thế nào? Đạo sĩ hỏi ngược lại, chàng thanh niên ngơ ngác. Vị đạo sĩ tiếp tục nói, ví như một cân gạo, trong mắt tiệm bánh là bánh nướng, trong mắt tiệm rượu thì là rượu ngon, trong mắt kẻ ăn xin chính là một bữa cơm cứu mạng, gạo vẫn chỉ là gạo, không thay đổi gì cả. Chàng thanh niên chợt bừng tỉnh, hóa ra cùng là một chuyện hoặc cùng một vật, nhưng đối với người khác nhau thì sẽ có những cách dùng khác nhau và cũng có những ý kiến khác nhau. Trên đường đời, chúng ta gặp những chuyện phiền não dễ dàng bị cuốn vào mớ bòng bong rắc rối khó gỡ, tựa như có rất nhiều thứ không thể thông suốt. Nhưng nếu đặt những chuyện rắc rối đó qua một bên, đợi đến khi bản thân đã bình tâm trở lại để phân tích thật kỹ càng, thay đổi cách suy nghĩ, đưa ra kết luận, lúc này chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là bừng tỉnh. 3. Chuyện có lớn, ngày mai cũng chỉ là một câu chuyện. Thế giới này có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, vô số những thứ không biết phải làm sao, dù có thế nào. Khi cần mỉm cười thì hãy mỉm cười, thứ đã qua. Dù không như ý muốn, cũng hãy để nó trôi qua thôi, nghĩ nhiều cũng không có gì tốt. Có một người đàn ông đang bế tắc, đứng trên vách núi buông thả cuộc đời. Đúng lúc có một vị cao tăng đi ngang qua, bèn hỏi người đàn ông, tại sao anh lại coi thường mạng sống như thế? Có chuyện gì không giải quyết được sao? Người đàn ông nói, cấp trên của tôi mắng tôi không phải vàng, bồi dưỡng 10 năm trời vẫn không thể tỏa sáng. Vợ tôi chê tôi nghèo, bùn nhão không thể chét tường. Tôi trải qua 10 năm như thế, những buồn phiền khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn chết để giải thoát. Vị cao tăng lại hỏi, anh cảm thấy một thỏi vàng tốt hay một mớ bùn tốt? Người đàn ông trả lời, đương nhiên là vàng rồi. Vị cao tăng cười đáp, nhưng nếu như anh là một hạt giống thì sao? Người đàn ông chợt bừng tỉnh, chậm chậm bước xuống khỏi vách núi. Nếu như bạn là một hạt giống, không có đất và nước, cho dù bạn có được đặt trên núi vàng núi bạc, bạn cũng không thể sinh trưởng phát triển. Chỉ có trong bùn đất, bạn mới thật sự có giá trị chân thật nhất của bản thân. Thế giới có nhiều chuyện phiền não, đa phần đều là do chúng ta nghĩ không thông. Chỉ cần bản thân nghĩ thông suốt, bạn sẽ phát hiện ra vốn dĩ thế giới này không có tốt xấu tuyệt đối.
chỉ cần tìm đúng vị trí của bản thân, tìm đúng thứ thích hợp với mình là tốt nhất. Đời người vô thường, lòng người biến hóa, hà tất phải day dứt vì những thứ chẳng đáng gì. Hãy lãnh đạm, là thật là giả đều chẳng sao. Hãy buông bỏ, thành bại được mất cũng không có gì là to tát. Bình tĩnh giúp chúng ta nhìn được cảnh đẹp. Trái tim rộng mở giúp chúng ta phóng khoáng hơn. Tâm nếu yên tĩnh, mỗi bước đều vui vẻ, buông bỏ phiền não, nhẹ nhàng tiến về phía trước, hồng trần sâu thẳm sẽ luôn nhìn thấy được cảnh đẹp. Kính thưa quý vị, khi đạt tới độ tuổi nhất định, trong những nơi náo nhiệt, ồn ào sẽ không còn là điểm đến yêu thích nữa. Chúng ta sẽ tìm đến nơi bình yên để tĩnh tâm, rèn luyện đời sống tinh thần, mong muốn kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là cuộc sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời còn lại, chúng ta cần phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, nghĩ thoáng một chút, và quan trọng là hãy chăm sóc nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, một trái tim trầm tĩnh và bao dung. Đây sẽ là cách sống tốt nhất cho nửa quãng đời còn lại của cuộc đời. 1. Hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu. Bởi cuộc đời là một hành trình dài với vô số ngã rẽ, bắt buộc ta phải đưa ra lựa chọn không ngừng. Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự tồi, chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy. 2. Hãy trở nên bình thản. Sẽ đến một lúc nào đó con người tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. 3. Hãy học được cách trầm tĩnh. Hãy lựa chọn giữ im lặng khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai, khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. 4. Hãy luôn ăn mặc đẹp. Tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn trưng diện nữa, bởi yêu cái đẹp là điều mà chúng ta cần theo đuổi cả đời. Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất. 5. Hãy thỉnh thoảng buông thả bản thân. Hãy thỉnh thoảng cho phép bản thân được ăn những món mình yêu thích. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh, có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi. Thực phẩm lành mạnh có lợi cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cũng nên buông thả bản thân một chút. Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi. 6. Hãy học cách cúi mình. Bạn nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, không đồng ý với ý kiến với con cái, những điều này cũng không có vấn đề gì cả. Hãy tập suy nghĩ thoáng lên, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao. Lúc này bạn cũng có thể lau nhà, lấy ra một đống rẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 7. Hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều ngược lại làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Sống đơn thuần ở hiện tại, đơn thuần cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn thuần nhận ra niềm vui của vận động, đơn thuần cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản. 8. Đôi lúc hãy ngờ ngạch một chút. Nửa đời về sau, có những chuyện cần hở hững thì hở hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, sẽ chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề phiền não. 9. Hãy tiếp tục học tập. Thư pháp, hội họa, cờ tướng, yoga, ca hát, khiêu vũ, đọc sách, xem báo, vân vân, đều là một trong những thứ chúng ta nên tiếp tục học. Hãy mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc, dù là buổi sáng ở nhà
hay ra ngoài tập thể dục, luyện khí công, vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Như vậy có thể đem đến cho cuộc sống rất nhiều niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu. 10. Hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Quy luật đối nhân xử thế là vậy. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với chúng ta như vậy. Cho nên hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ, cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất.